Chiều qua tại Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên, Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Văn Tu, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Đại Thắng, Phó trưởng đoàn, phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên. Tại buổi lễ đã công bố quyết định của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm thẩm phán trung cấp Nguyễn Trung Kiên, Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Yên Mỹ, giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 1 tháng 10. Đồng chí Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đã trao quyết định bổ nhiệm và chúc mừng đồng chí Nguyễn Trung Kiên. Lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao đề nghị trên cương vị chức vụ mới, đồng chí Kiên luôn kiên định giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, phát huy năng lực bản thân để cùng ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên làm tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành, xây dựng tòa án hai cấp tỉnh Hưng Yên ngày càng trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tích cực vào sự phát triển của hệ thống tòa án và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.